Nga dội vũ khí tầm xa vào cơ sở sản xuất xuồng không người lái Ukraine. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Trung tướng Igor Konashenkov ngày 14 tháng 8 cho biết quân đội nước này đã thực hiện nhiều cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở sản xuất và lưu trữ xuồng không người lái của Ukraine. Đêm qua, lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển nhằm vào các địa điểm sản xuất và lưu trữ xuồng không người lái của quân đội Ukraine. Tất cả các mục tiêu đã bị phá hủy, ông Konashenkov nói. Cũng theo người phát ngôn, các lực lượng Nga đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công và phản công của quân đội Ukraine ở khu vực Kherson, 2 cuộc tấn công ở khu vực Zaporizhzhia. Quân đội Nga đã phá hủy nhiều khí tài của đối phương, bao gồm một khẩu súng cối tự hành Alatun do Tây Ban Nha sản xuất ở khu vực Kherson, một hệ thống pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức sản xuất, hai hệ thống tự hành Grad do Ba Lan sản xuất, hệ thống pháo cơ giới Vukovar, lựu pháo Ansa B và lựu pháo D-30 ở hướng Kherson, hai hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và một pháo tự hành Suzhou do Pháp sản xuất ở Nam Donetsk, một hệ thống pháo M777 và một khẩu pháo tự hành Suzhou ở Zaporizhzhia. Lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn hai tên lửa hình mát và đánh trôi 28 máy bay không người lái ở vùng Nikolaev. Các lực lượng Nga đã tấn công một khẩu đội phòng không F-300 của Ukraine. Lãnh đạo cho biết Denis Kosin cho hay, tôi sẽ không gọi các hoạt động quân sự hiện nay của Ukraine là cuộc phản công. Thứ hai, nếu so với những gì chúng ta từng chứng kiến trong đợt phản công đầu tiên, chiến dịch trên vẫn đang diễn ra nhưng nhanh chóng đối sức. Vẫn còn một vài điểm nóng dọc tiền tuyến nhưng khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Nga đã ở mức độ hoàn toàn khác so với cách đây 6 tháng chứ chưa nói tới là cách đây 1 năm, ông Kosin nói khi được hỏi về đợt phản công lần 2 của Ukraine. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đối mặt với tổn thất nặng nề khi cố xuyên thủng các lớp phòng tuyến kiên cố của Moscow. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, quân đội Ukraine đã không đạt được bất kỳ thành công nào tại bất kỳ khu vực nào. Như vậy, ngày 14 tháng 8, Ukraine cho biết giao tranh dữ dội diễn ra dọc chiến tuyến và nước này đã đạt được một vài thành công trong việc đẩy lùi quân đội Nga tại một khu vực ở Đông Nam, nơi Kiev đang cố gắng giành lại lãnh thổ Moscow kiểm soát. Mặc dù tuyên bố đạt được một vài thành quả sau khi tiến hành chiến dịch phản công vào đầu tháng 6, nhưng giới chức Ukraine thừa nhận tiến triển chậm hơn mong đợi và bị cản trở bởi phòng tuyến kiên cố của Nga, trong đó có các bãi mìn dày đặc, những pháo đài kiên cố ở các cao điểm quan trọng, cũng như các hệ thống pháo và súng cối.